đang được thưởng thức chất âm rất là tuyệt vời kèm theo uy lực mạnh mẽ của cặp loa nổi tiếng đến từ Mỹ với cặp loa JBL Modern SF-25 Factor, một trong những cặp loa được anh em mệnh danh là full đôi Modern nổi tiếng của hãng JBL, sở hữu chất âm chuyên nghiệp cho nghe nhạc và cho karaoke. Chúng ta thấy được rằng đây là những Modern có uy lực mạnh mẽ, khi karaoke quý vị sẽ không phải cần dùng tới súp và trầm, đồng thời tiếng mic của nó rất là tuyệt vời. Với cặp loa còn đang mới, long lanh như khui thùng trước máy quay, rất là ít khi chúng ta được chiêm ngưỡng. Mặc dù trong phân khúc tầm tiền thì đây, tôi lưu ý với quý vị rằng đây là những cặp loa có tầm tiền cực kỳ là tốt, ở ngưỡng trên 20 triệu đồng, nhưng chúng ta thấy được rằng nó sở hữu cấu hình cực khủng, có thể chơi cho những không gian phòng khách lớn. Quý vị không tốn kém tiền phối ghép cũng chẳng phải đầu tư súp và trầm. Với thương hiệu nổi tiếng và phong cách sang trọng của JBL, quý vị sẽ thấy rõ nhất trong đoạn clip này trên kênh của Toàn Audio Nam Định. Và bây giờ tôi sẽ mời quý vị cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu quen thuộc nữa mà tôi hay thường test trên kênh, để chúng ta sẽ thấy được sự thể hiện cực kỳ là tuyệt vời của cặp loa JBL Modern SF-25 Factor đến từ USA. Và anh em cùng nghe. Tôi đang mở từ trên TV xuống, nhưng quý vị có thể thấy được sự thể hiện ngọt ngào và trầm ấm đến bất ngờ của cặp loa JBL Modern SF-25 Factor đến từ USA. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại ngắm nhìn cấu hình tuyệt vời này. Quý vị sẽ thấy được rằng nó với phần thông số khá là ấn tượng cho cặp loa JBL. Sở hữu chiều cao lên tới 1,1m, ngang 46 và hậu sâu tới 43cm. Trọng lượng của nó nặng vào 85kg trên cặp loa JBL 2 bát súp 40 này, và nó còn mới long lanh tới từng cm. Quý vị sẽ thấy được rằng không thể mới hơn và cũng không thể đẹp hơn trên cặp loa được sưu tầm và tuyển chọn trên kênh của Toàn Audio Nam Định. 2 bát súp 40, một quả kèn lớn, sở hữu công suất dao động từ 500 cho tới tối đa 2000W trên trở kháng 8 ohm, độ nhạy dao động từ 100dB cho tới 133dB cho cặp loa có trọng lượng nặng tới gần 1 tạ này, với uy lực đánh mạnh như sấm. Quý vị cùng quan sát chi tiết trên cặp loa này, được trang bị 4 quả bát súp siêu trầm đường kính 40cm và nó còn rất là mới, bát màu lơ tím. Những Modern được trang bị phần thùng gỗ và phủ composite chống thấm nước. Quý vị quan sát này, nó đẹp như thế này này. Đó, từng góc cạnh của nó không bị trầy xước và nó còn rất là mới. Phía mặt trước trên mỗi một thùng loa là 2 quả bát siêu trầm đường kính 40cm nổi tiếng của hãng JBL, sở hữu gân vải tẩm dầu. Quý vị quan sát này, gân của nó rất là mềm này. Bát súp 40, gân tẩm dầu từ 7 sắc màu rất là lớn. Hai quả bát này thì đánh cho những căn phòng lớn một vài trăm mét vuông phải rung bần bật rồi. 4 ống hơi thở thẳng về mặt trước. Modern JRX100. Đó, JRX là đầu số của một dãy Modern, quý vị lưu ý nhé. SF-25 Factor là đặc trưng của Modern này. Phần bên trên chúng ta cùng quan sát. Ở đây thì quý vị thấy được rằng trên cặp JBL này thì được trang bị một quả kèn với đường kính họng. Ở đây quý vị thấy rằng bát 40 này họng của nó nhỏ hơn một chút, khoảng 35 x 15cm. Đó, họng phía bên trong của nó là họng hợp kim, mang lại cho tiếng chép và lời hát cực kỳ là tuyệt vời. Kết hợp với thông số, độ nhạy của nó dao động từ 100 cho tới 133dB.
quý vị thấy được rằng nó rất là ấn tượng, chơi đa phong cách nhạc, và với karaoke có lẽ rằng chúng ta không bàn luận, nó đã rất là nổi tiếng. Quý vị quan sát đi, tôi sẽ di chuyển này. Bóng loa của nó rất là nặng. Orange GTX phía bên hông này, tay cầm của nó bằng thép này. Chúng ta ngắm nhìn này, từng chút từng cm một, cặp loa của nó còn rất là đẹp, rất là mới. Không thể mới hơn. Đó, quý vị nhìn thùng loa này, sau lưng của nó cũng đẹp như thế này này. Đây là phần phía dưới thông số cũng như là rắc đấu dây. Nó được trang bị một rắc Neutrik này, một rắc 6.5 ly này. Ở JBL có xuất xứ đến từ USA, model SF25 Factor. Đó, quý vị thấy rằng nó còn mới và còn đẹp không ạ? Phần thông số này. Đó, tôi đang cắm bằng jack Neutrik. Rất là mới. Đó. Cái logo cũng như phía bên hông này của nó được làm bằng thép, và chữ JBL của nó còn dập chìm hẳn vào trong thép này. Đó, quý vị thấy phê không ạ? Nó rất là chắc. Cầm khiêng đi khiêng lại, di chuyển và chơi mọi không gian, từ không gian phòng khách, gia đình 50, 100m2, vài trăm mét vuông, hay chơi cho các nhà hàng, quán bar, vũ trường hay các sự kiện. Sơ bộ chúng ta có thể thấy được rằng cặp loa còn mới và còn đẹp tới từng cm. Chúng ta có nhìn từ góc độ nào đi chăng nữa, quý vị vẫn là công nhận với tôi rằng những cặp loa đẹp như thế này thì hoàn toàn không có nhiều. Mặc dù rằng chúng ta gọi rằng chung rằng loa bãi, có những cặp thì đến lúc sắp vất đi rồi cũng là bãi đó, nhưng có những cặp còn mới như thế này. Quý vị nhìn cái họng của nó này, trắng toát này, JBL dập bên hông này, đó, từng góc cạnh này. Mặc dù nó không đắt đỏ đâu ạ, vừa tiền thôi, trên 20 triệu đồng mà chơi cho cặp loa này nguyên làm hai cái súp cục thì cũng đã phê nòi luôn rồi ạ, chưa nói rằng loa nghe nhạc đâu. 4 cái bát 40 này nó giã ra thì quý vị phải biết chất ạ. Như vậy thì chúng ta đã rõ phần thông số rất là ấn tượng của cặp loa có trọng lượng nặng 85 kg. Tôi lưu ý rằng công suất của nó trung bình nhé, trên một chiếc loa thì theo công suất mặc định của hãng từ 500W và tối đa lên tới 2000W cho model và đời này. Nó rất mạnh, đó, trở kháng 8 ohm, dễ phối ghép âm đi, ghép với đẩy tàu cựa cũng hay, không nói gì ở ghép với đẩy xịn đâu ạ. Vang ngon thì nữa là nghe nhạc là phơi lòi luôn rồi, karaoke thì quý vị đừng hỏi. Độ nhạy dao động từ 100 cho tới 133 decibel theo thông số của hãng mà tôi cũng đã xem thông số và đăng chi tiết trên Facebook của Toàn Audio Nam Định. Quý vị thấy được rằng nó có xứng đáng để đầu tư hay không thì chắc chắn cũng đã thấy rõ nhất là câu trả lời. Trên kênh của Toàn Audio Nam Định luôn dành cho quý vị và anh em có phong cách màu lẹ nhất với những ưu đãi tốt nhất trên kênh của mình. Và bây giờ chúng ta cùng quay trở lại thưởng thức với một vài giai điệu nhạc quen thuộc mà tôi hay thường test trên kênh để chúng ta sẽ thấy được rằng nó có đáng đầu tư, có đáng chơi hay không thì chúng ta sẽ thấy rõ nhất câu trả lời. Và luôn dành cho anh em có phong cách màu lẹ nhất với kênh của Toàn Audio Nam Định. Xin chân thành cảm ơn. Yeah.
ngào không ạ? Những cặp loa khủng này mà nghe nhạc trữ tình và nhạc bolero như thế này thì nó là phê nòi màng nhĩ luôn rồi. Tôi đang nghe thực tế đây thì chắc chắn rằng quý vị cũng đã thấy rõ được rằng lời ca sĩ rất là mượt, đồng thời với tiếng gõ của nhạc cụ cũng khá là tuyệt vời. Như vậy chúng ta đã thấy rõ nhất được câu trả lời cho tuyệt phẩm loa chơi đa thể loại nhạc, từ nhạc tiết tấu chậm rãi cho tới các dòng nhạc remix, nhạc trẻ, nhạc sàn. Thì quý vị phải biết rằng tường hàng xóm cũng thì cũng phải dùng bần bật với cặp loa này. Và với karaoke, có lẽ những dòng loa chuyên nghiệp này chúng ta không bàn luận, chất âm của nó cực kỳ là tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn. Ngày xưa tôi có người